lại. Và cái clip này không quan trọng về góc máy đâu, có hình có tiếng là ok. Cái bọn bơ ở đây á nó rất là cứng, nó chưa chín, phải phơi nắng nó mới chín. Hôm nay mình sẽ nướng cái cục thịt này. Một cái sự cố, sự cố cũng không sao, nó chỉ là sự cố. Đôi khi sự cố nó lại cho mình thêm cái để nói. Nước đổ thì múc ấm nước mới nấu tiếp. Này, hết sự cố rồi. Hôm nay mình sẽ nướng cái cục thịt này cho mấy thằng bạn. Nó giống như hồi bộ đội á, đang ăn thì tình cờ có một con ruồi nó bay eo 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 chậm vô thau canh. Hey, mới có cái trực thăng nó rơi vô thau canh kìa. Bà ăn 6 người thì một thằng nó lặng lẽ nó cầm cái vá, nó hớt con ruồi ra. Là 6 thằng vẫn ăn ngon, vẫn ăn uống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thì đó là cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người thôi. Nó có thể có vi trùng, vi khuẩn gì đó thì có đã sao. 15 năm rồi mình vẫn sống đến bây giờ, có xả đâu. Giống như cái bàn tay này, nếu mà ăn bánh bao thì phải bóc từng miếng miếng bỏ miệng, hoặc là ăn xôi hoặc là ăn gà thì vẫn ăn bình thường thôi, có sao đâu. Vấn đề là ở chỗ là bạn chấp nhận hay không chấp nhận, và bạn đón nhận nó với cái tinh thần như thế nào. Bạn đón nhận hay không đón nhận chứ không phải là chấp nhận. Bạn đón nhận hay không đón nhận và bạn đón nhận nó với tinh thần như thế nào. Giống như sáng nay mình, cái thói quen của mình ăn xong phải có tâm răng thưa mà thôi, cái này móc cũng được mà, không đâu có vấn đề gì đâu. Có ai nhìn mình không? Ở đây có ai nhìn tôi không? Có ai không? Không, không có ai hết. Và tại sao cái tụi mà nó cùng quan điểm, nó cùng cảm xúc, nó cùng một cách sống mà nó không thể đến được với nhau? Đó là lý do. Bạn có thể yêu nổi một người ỉa bậy như bạn không? Đái bậy như bạn. Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, sống nhiều và có bạn bè nhiều thì bạn sẽ nhận ra được điều rằng bậy thì cứ đi thôi, còn ở đâu thì giữa rừng thì bất chấp, còn ở thành phố thì hên xui á, nhìn về tới nhà có khi ra quần á. Từ khi mà tính năm mình bỏ học thì cái thời gian mà mình đi làm thì cái thời gian ở Sài Gòn là cái thời gian ở một chỗ lâu nhất. Có lẽ là điều gì đó nó níu kéo mình, nó cho mình một cái lý do, cho mình một cái mục đích để ở lại bằng mọi cách. Nhưng cuối cùng rồi thì mình vẫn vui vẻ đón nhận thôi. Thì thực sự hạnh phúc nó chỉ là một cái quãng đường nào đó, một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thôi. Nó không thể mãi mãi đi theo các bạn. Một cái điều gì đó không thể mãi mãi đi theo các bạn đến cuối cuộc đời được. Nếu như các bạn càng trân trọng nó thì nó sẽ biến mất càng nhanh. Đó là lý do cái bọn cảm xúc. Những cái gì làm nó đau, những cái gì bắt nó phải suy nghĩ thì nó chấp nhận. Tập thói quen thích nghi, ích kỷ. Ích kỷ cho bản thân đó là đặc trưng của bộ bọn sống bằng cảm xúc. Còn những người sống bằng lý trí thì họ cũng ích kỷ, nhưng mà mình cũng ít khi sống bằng lý trí đó, nên mình cũng chỉ có trừ công việc thôi nha. Báo giá này nọ phải lý trí chứ, làm bằng niềm tin, làm bằng đam mê, lấy đam mê để ăn, rồi đam mê là cái gì sao ăn được. Thì mình thấy họ cũng ích kỷ, nhưng mà ích kỷ theo một chiều hướng khác. Được cái gì, mất cái gì, có cái gì và nó sẽ tạo ra cho mình cái gì. Còn đối với mình, không, quan trọng chẳng phải là cái gì, mà quan trọng mình phải như thế nào, đón nhận nó như thế nào, chứ không phải là cái gì. Chẳng có cái gì tồn tại với chúng ta mãi mãi kìa. Hoặc là chúng ta đi trước, hoặc là cái gì đó nó đi trước. Tập này mình nghĩ nó kết thúc ở đây được rồi. Tại bây giờ mình chưa kết thúc được, phải
chờ cục thịt nó chín và cho bọn mấy thằng bạn nó ăn. Đâu, nãy đang ngồi nói thì chiếc xe mình dựng ở trên đường nó đổ xuống, mới đi đổ 10 lít xăng không, nó đổ xuống nó chảy hơn 3-4 lít rồi. Và lên dựng lại chiếc xe thì ở dưới này chúng nó quất hết cục thịt của mình rồi. Bây giờ mình sẽ ăn lại phần của chúng nó, coi như đã cho chúng nó ăn rồi ha. Vấn đề của mình là đón nhận mọi thứ như thế nào thôi, chứ thực sự chúng ta sống đều bị phụ thuộc. Đừng nghĩ là chúng ta tự lập được, chúng ta phải phụ thuộc. Phải phụ thuộc, nó giống như ở trong rừng. Cây này nó dựa vào cây kia, cây dây leo thì nó sẽ leo lên cái cây thẳng đứng. Cây thấp thì cây cao nó che. Thì cuộc sống của chúng ta là vậy. Đi làm thuê thì phải có thằng thuê mình. Mà cái thằng thuê mình nó phải có cái thằng thuê lại nó thì mình mới đi làm thuê được. Cứ làm thuê mà không có ai thuê thì làm thuê kiểu gì? Thế thôi, tự lập là gì? Theo mình nghĩ, tự lập là cách thích nghi với cuộc sống. Còn mình để nó thay đổi, mơ đi. Mình chưa thấy ai thay đổi. Họ học cách thích nghi, họ học cách đón nhận. Họ không thể thay đổi. Nếu như họ có thể thay đổi thì họ không cần phải sửa mình. Họ chỉ tập cách thích nghi với việc là không gây ra tội lỗi hoặc là làm những điều gì đó nó có ích cho bản thân. Họ chỉ tập thích nghi, còn khi mà cuộc sống nó đưa đẩy thì họ vẫn phải xa vào con đường cũ. Thế mình thấy là nói như vậy, còn với các bạn như thế nào thì có thể chia sẻ ở phần comment. Mình nói ở đây thì nó cũng không phải là triết lý sâu xa gì đâu, nó chỉ là cách nhìn nhận cuộc sống thôi. Nếu bạn thấy hay thì like, subscribe and comment, nhấn cái chuông để bất ngờ một ngày nào đó đẹp trời mình lại ra một cái clip gì đó nó có nội dung hay ho hơn và nó có thể có ích hoặc là không có ích cho các bạn. Ai thích thì coi mà không thích thì xem. Nhớ mình không có kêu gọi donate, không có kêu gọi gửi tin nhắn chuyển khoản cho mình về cái món ăn tinh thần này. Tại vì mình thích được làm việc và mình thích được có tiền. Thế nên nếu mà bạn cảm thấy clip này hay thì like một cái, chia sẻ một cái, hoặc là subscribe một cái, hoặc là nhấn nút cái chuông một cái, thì như vậy mình cũng đã cảm thấy vui rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nào bữa chính mình sẽ cho các bạn một chai bơ. Nhớ subscribe. Subscribe ở đâu ta? Nếu trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết. Nhưng ai? Đốt và đốt. Nói về cái nó nói gì quên ta. Từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.